Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Đinh Quang Thái, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào bác Thái. Kính chào quý khán giả của Lido Sài Gòn TV. Kính chào cô Ngọc Lan. Ngày hôm nay thì lại là một ngày thứ sáu, bước vô phòng thâu một cái là nhà báo Đinh Quang Thái nói liền với Ngọc Lan là ôi hôm nay nhiều tin quá, không biết đủ giờ nói không. Mời bác Thái bắt đầu liền. Thưa khán giả, tin quan trọng nhất mà cả thế giới đều chú ý, cả quê nhà Việt Nam nữa. Sáng sớm hôm nay chúng tôi nhận được những cái text từ Việt Nam gửi qua hỏi ông ơi, bầu cử Mỹ ngã ngũ chưa? Người bạn ở bên Pháp thì hỏi rằng mày ơi, hồi hộp quá hả mày, vân vân. Thì thưa quý vị, đây là một cái tóm tắt sáng hôm nay thì tất cả các đài đều loan một cái tin giống nhau. Đó là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden hiện nay đang dẫn trước tại hai tiểu bang chiến địa, đó là Georgia và Pennsylvania. Con số dẫn đầu không có nhiều lắm, vào khoảng 3-4 ngàn phiếu thôi. Riêng từ Georgia thì ông Joe Biden dẫn trước vào khoảng gần 1 ngàn phiếu. Nhưng mà điều đó cho thấy rằng trong một đêm thôi thì ông Joe Biden đã vượt qua được ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Và nếu mà nội trong ngày hôm nay, bởi vì tính cho tới sáng nay đó, thì cái số phiếu kiểm tại hai cái khu vực đó trong chèm vào khoảng 90-94%. Nếu mà nội trong ngày hôm nay và ngày mai mà mọi việc xong thì coi như là ông Joe Biden sẽ thắng cử. Nhưng một bằng chứng nữa là sáng sớm ngày hôm nay thì cơ quan mật vụ của nước Mỹ đã loan báo chính thức là họ sẽ cử thêm một cái đội cận vệ nữa tới Delaware để bảo vệ cho ông. Một cái dấu hiệu thì rõ lắm, tức là lúc nào cũng thế, cơ quan mật vụ họ biết rằng đã tới lúc cần phải bảo vệ nghiêm ngặt một cái vị như là một người lãnh đạo nước Mỹ đó. Thì phát ngôn viên của Sở Mật vụ không trả lời báo chí, nhưng mà họ chỉ báo cho biết là họ cử một cái đội an ninh nữa tới. Tình hình chung ở các nơi thì thưa quý vị, nhiều chuyện. Thứ nhất là đêm hôm qua, sau khi mà buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump đưa ra những cái lời cáo buộc là phía bên Dân Chủ đã ăn cắp cái cuộc bỏ phiếu này. Và nếu mà làm một cái cuộc bỏ phiếu chính danh thì Tổng thống Trump đã đắc cử rồi. Thì hầu hết các báo chí có mặt tại Tòa Bạch Ốc đêm hôm qua, ngoại trừ CNN và Fox News ở lại để họ tường trình cho tới cuối thôi. Còn MSNBC, NPR là cái đài quốc gia mà tương đối là trung dung đó, đều rút ra khỏi cuộc họp báo và họ không loan tin về cái nội dung Tổng thống Trump nói. Bởi vì họ đều nói rằng cái nội dung đó nó không có đúng sự thật. Bởi vì cho tới phút này thì không có một cái bằng chứng nào cho thấy là có một cái âm mưu gọi là tiến hành một cái chuyện ăn cắp phiếu hay là ăn cắp cuộc bầu cử hoặc là gian lận như Tổng thống Trump nói cả. Trong khi đó thì ông Joe Biden hôm qua cũng họp báo, ông nói rằng cái nền Dân Chủ thì nó có những cái nhếch nhác của nó có những cái bất toàn của nó, nhưng mà vấn đề mọi người phải yên tâm, be patient, calm down. Sáng ngày hôm nay thì ông lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện là nghị sĩ Mitch McConnell, một đồng minh rất thân cận với Tổng thống Trump, đã phải nói rằng những cái lời phát biểu ngày hôm qua của Tổng thống Trump thì nó không đúng, và ông đưa ra một cái conspiracy theory, tức là nói Tổng thống Trump đó, đưa ra một cái thuyết âm mưu làm cho những người xem họ cảm thấy rằng họ khó xem được lắm, họ không có thể cảm được cái điều đó. Và ông nhấn mạnh là không hề có một cái chuyện mà gian lận mang cái tầm vóc rộng rãi như lời Tổng thống Trump nói. Một số nhà báo bèn bình luận rằng đây là cái dấu hiệu tàu chìm, bởi vì không những riêng gì ông Mitch McConnell mà một số các nghị sĩ khác của Đảng Cộng Hòa từ đêm hôm qua tới giờ cũng đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump về nội dung của họp báo ngày hôm qua. Nói rằng, có người còn nói rằng cái nội dung đó thực là đáng xấu hổ, bởi vì Tổng thống không nên nói như vậy, vì không có bằng chứng nào là có cái chuyện mà gian lận cả. Thì ông cựu cố vấn cao cấp nhất của Tổng thống Donald Trump mà là bản thân nữa là ông Steve Bannon, một người mà nổi tiếng là có những cái chủ trương có tính cách da trắng thượng đẳng đó. Thì sáng hôm nay hệ thống Twitter, tức là cái mạng xã hội mà lớn nhất toàn cầu bây giờ đó, họ thông báo rằng họ vĩnh viễn không cho ông này tweet lên nữa. Vì lý do ông ta gửi ra một cái đoạn video sáng nay với lời phát biểu của ông. Ông bảo là nên chặt đầu hai người. Beheaded. Chặt đầu hai người. Người thứ nhất là giám đốc cơ quan FBI là Christopher Wray. Và người thứ hai là bác sĩ Anthony Fauci. Bởi vì ông bảo rằng hai cái người này đã không ủng hộ Tổng thống Trump hết mực. Và ông ta còn nói rằng nên treo hai cái đầu
tại hai cái góc khác nhau tòa Bạch Ốc để cho những người khác hiểu rằng đó là cái chuyện mà họ phải nên làm để ủng hộ Tổng thống Trump. Thì Twitter đã chặn luôn, sẽ không cho ông này lên nữa. Còn ông con trai Tổng thống Trump là ông Junior Trump đó, thì đi vận động các nơi và ông ta check móc là phía Cộng Hòa đã không có đủ xương sống cứng, tức là gọi là good backbone để mà yểm trợ ông bố của ông. Thì có một số người Cộng Hòa đã lên tiếng ủng hộ ông Trump, trong đó có nghị sĩ Lindsey Graham vừa mới đắc cử một nhiệm kỳ nữa tại tiểu bang South Carolina. Ông bèn tuyên bố sanh dần, ông bảo là ông sẽ bỏ quỹ của ông ra 500.000 Mỹ Kim để ủng hộ cái quỹ pháp lý của Tổng thống Trump, bởi vì kiện cáo chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mà ông Lindsey Graham thì bị báo chí khều ngay, bảo rằng ông vừa mới lên trên đài truyền hình Fox, ông năn nỉ trước ngày bầu cử là please cho ông mỗi người 5 đồng, 10 đồng. Bây giờ ông lại chê sang, ông cho 500.000 đô la cho cái quỹ tranh cử của Tổng thống Trump để ông chứng tỏ rằng ông gắn bó với Tổng thống Trump. Nhưng mà thưa quý vị, trước khi trở lại với cô Ngọc Lan thì chúng tôi xin được điểm qua bốn cái trang website chính của bốn tờ báo. Chúng tôi chọn cái trang đầu tiên, đó là cái trang của đài Fox, cái đài từ xưa tới giờ vẫn được xem như là thân với Tổng thống Donald Trump. Thì lần này Fox bị Tổng thống Trump phiền lắm lận, bởi vì Fox là cái đài, một trong những đài đầu tiên mà xác nhận rằng cái tiểu bang Arizona đó thì đã rơi vào tay ông Joe Biden rồi. Trong khi đó CNN thì lại chừng mực hơn, CNN không dám nói chuyện đó. Thành thử ra cái số cử tri đoàn được đăng ở trên Fox News đó là sáng hôm nay thì ông Donald Trump được 264 phiếu. Như vậy ông chỉ cần 6 phiếu nữa thôi là ông đắc cử. Còn Tổng thống Trump thì được 214. Số cử tri mà ủng hộ toàn quốc cho hai đôi bên đó, thì ông Joe Biden được 73.500.000 người. Tổng thống Donald Trump được 69.600.000 người. Và bây giờ đó thì cái tiểu bang chiến địa, tức là có bốn cái chính mà thôi, là đối với đài Fox là Nevada, Pennsylvania, North Carolina và Georgia. Thì tại Nevada ông Joe Biden đang dẫn trước vào khoảng độ 92, tức là vào khoảng độ gần 10.000 phiếu. Tại Pennsylvania thì ông Joe Biden vượt qua, xin lỗi quý vị, Pennsylvania thì cho tới phút này của đài Fox News đó là Tổng thống Trump dẫn trước là 53.4. Nhưng mà tại North Carolina thì từ sáng tới giờ con số nhúc nhích cho thấy rằng ông Trump vẫn dẫn trước vào khoảng độ 2 điểm. Tại Georgia thì ông Joe Biden như vậy dẫn trước vào khoảng gần 1.000 phiếu thôi. Đó là Fox News. Còn CNN thì chừng mực hơn, họ vẫn giữ con số là 253 và 213. Bởi vì họ chưa có tính cái điểm của Arizona là 11 phiếu bầu cử tri đoàn. National Public Radio là một cái cơ quan truyền thông có tính cách trung dung, một cái đài radio toàn quốc của nước Mỹ, thì họ cũng nói là ông Biden được 264 cử tri đoàn, ông Donald Trump 214. Và cái bản đồ bầu cử đó thì họ nói rất rõ là Arizona ông Joe Biden thắng rồi. Trong khi đó thì tại Georgia ông Trump vẫn dẫn, bây giờ tại Georgia theo bản đồ của National Public Radio thì ông Biden dẫn trước, thắng. Họ còn chỉ chờ kết quả chung cuộc thôi. Còn North Carolina thì Tổng thống Trump dẫn 50, ông Biden 48. Pennsylvania, ông Biden dẫn 49.5, Tổng thống Trump được 49.4. Và cái bản đồ cuối cùng, cái này nó là một cái mà nó đưa ra chi tiết khá rõ. Đó là The Wall Street Journal thì 264 về phía ông Biden, 214 về phía Tổng thống Donald Trump. Và bây giờ đó họ đưa ra những chi tiết sau đây. Tại Pennsylvania có 20 phiếu cử tri đoàn, ông Biden dẫn 49.48, Tổng thống Donald Trump là 49.38. Và cái số phiếu mà đã được bầu rồi đó là, thưa quý vị, là đi 98%. Đó là tại Pennsylvania. Và bây giờ chúng ta tới North Carolina. Tổng thống Trump dẫn trước 50.9, ông Biden là 48.6, cái số cử tri đoàn là 15. Và những cái tiểu bang khác thì chúng ta thấy rằng ở tại Georgia, ông Biden dẫn 49.39, ông Trump dẫn 49.37. Cái con số này thì nó lại nhích nhau có 0.2% thôi. Tại Nevada, ông Biden dẫn 49.43, Tổng thống Donald Trump là 48.50. Và hầu hết tất cả bốn cái tiểu bang chiến địa này thì như Georgia chỉ còn có 1% phiếu bầu cần phải đếm nữa thôi. Tại Nevada là 16% phiếu bầu sẽ cần phải đếm.
Và như vậy thì tất cả các báo họ bảo là ông Joe Biden bây giờ đang ở cái sát cạnh cái sự chiến thắng. Trong khi đó thì tin cho biết là hiện nay trong tòa Bạch Ốc á, người ta đang tìm một cái người nào đủ can đảm và đủ thân với Tổng thống Trump để nói với Tổng thống Trump bảo thôi xong rồi, that's enough. Nhưng mà không ai em nói cả. Đó là tin của báo chí. Và đồng thời cũng có tin cho biết là ngày mai là ngày thứ Bảy, có thể là Tổng thống Trump, Donald Trump sẽ có một cuộc tập họp quần chúng rất đông tại Washington DC để nhằm mục đích biểu dương lực lượng trước khi mà ông nói ngày hôm qua sẽ có rất rất nhiều những vụ kiện cáo trong những ngày sắp tới. Yeah. Xin mời quý vị cùng trở lại với nhà báo Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần quảng cáo với nhiều tin tức liên quan đến cuộc bầu cử đang diễn ra một cách khiến mọi người rất là hồi hộp lẫn âu lo.